Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm giới thiệu đến quý vị và các bạn những nét đẹp văn hóa truyền thống, những món ăn dân dã bình dị mang đậm nét đặc trưng của làng quê, những phong tục tập quán tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Tất cả được phản ánh trong chuyên mục Hồn quê. Chuyên mục được phát sóng định kỳ vào lúc 20:40 ngày 22 hàng tháng và phát lại lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, đã từ lâu hình ảnh quê hương thân yêu gắn liền với cây đa giếng nước sân đình trở nên quen thuộc, gần gũi đối với mỗi người dân Việt Nam. Trong ký ức của từng người, hình ảnh quê hương luôn là những hình ảnh đẹp, góp phần tạo nên tinh thần, cốt cách trong tâm hồn những người dân Việt. Để rồi, dù có đi đâu xa hay làm bất cứ công việc gì, thì hai tiếng quê hương vẫn đẹp và thiêng liêng nhất, gắn bó trên mọi điều đường mưu sinh. Trong chương mục Hồn quê số đầu tiên của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc hôm nay, chúng tôi giới thiệu về một trong những nét văn hóa tiêu biểu của làng xã Việt Nam qua hình ảnh Đê Làng, một nét văn hóa Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có lẽ từ lâu rồi, Đê Làng như một chứng nhân đặc biệt, chứng kiến và gắn bó cùng với những vui buồn, cả khi no đủ, cùng những lúc tháng 3, ngày 8, những lúc vụ 5, vụ 10, lúc đầy cót đầy bồ, cũng như lúc đồng trắng nước trong của làng quê. Buổi được mùa, dân làng xóm ngõ tưng bừng, rộn rã. Tiếng kéo kẹt của những gánh lúa chấm vai đang hối hả bước dọc triền đê về làng. Ngày giáp hạt, con đê làng cũng lặng lẽ một niềm sẻ chia, đùm bọc tình làng nghĩa xóm. Thì lúc tôi còn nhỏ là đã có con đê này rồi, đến sang cái năm 45 thì là vỡ đê Quảng Cư thì nó tràn về đây, tràn đê đây này. Là bây giờ nhà nước đổ được cái con đê này là chúng tôi mừng quá rồi, khấn khởi yên chí, con cháu yên chí làm ăn không lo vỡ đê nữa. Đê làng, sự hiện diện đầy ắp những kỷ niệm đẹp trong tâm hồn tuổi ấu thơ cho đến lúc đầu bạc răng long. Tuổi thơ con đê làng là nơi chúng tôi in đậm nhiều kỷ niệm, tâm hồn như được chắp cánh theo con diều giấy, có gắn ống sáo, lượn bay giữa tầng không, vang vọng âm thanh trầm bổng. Lần đầu tiên cắp sách tới trường, trang vở, vần chữ, cái còn thưa, nhưng mực quả mồng tơi chín thì đủ ướt nhòe trên hai bàn tay. Và cứ thế, khi hoàng hôn bàng lảng đang lặn xuống rặng tre, những cô cậu học trò nhỏ lại bước dọc chân đê về làng. Giữa thảm cỏ xanh chân đê, ta dễ nhận ra có đài hoa cúc dài sắc vàng, hoa sâm bay cánh tím, cùng với cây gạo đầu làng tháng 3 trổ màu hoa lửa nối bến sông với thôn làng. Tháng riêng, cánh én bay từ hướng bãi sông lượn qua mặt đê, dệt nắng ấm lên má mạ chiêm. Tháng 7 mùa nức lên, tiếng chim tu hú ướt nhòe chân đê.
Trên mặt đê ta gặp chim sẻ đồng tha cọng rơm vàng làm tổ. Mùa chim ngói đem tháng 10 no đủ đến với mỗi bếp lửa hồng. Trong đê làng không chỉ là nơi định cư của nhân dân mà còn là nơi lưu giữ cội nguồn văn hóa dân tộc với những thuần phong mỹ tục, góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Những gì tinh túy nhất của đời người được ông bà, cha mẹ truyền lại qua lời du ta bên bậu cửa. Từ cái cò, cái vạc, cái nông đến bầu ơi thương lấy bí cùng, và cả những câu ca dao thấm đẫm những giọt mồ hôi một nắng hai sương của bà, của mẹ. Những ai đã từng sinh ra và lớn lên trong đê làng chắc hẳn đều có hồi ức đẹp đến nao lòng như thế. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương này, nó đã mang cho trong tôi bao nhiêu cái kỷ niệm của tuổi thơ, nhất là con đê và dòng sông tắm mát. Ngày xưa tôi còn nhỏ, tôi nhớ rằng là tôi vẫn còn chăn trâu thả diều ở những con đê này. Trên khắp dải đất hình chữ S này, từ miền xuôi đến miền ngược, từ trong Nam ra đến ngoài Bắc, đâu đâu cũng có đê làng. Và ở mỗi làng quê Vĩnh Phúc cũng vậy, đều được bao bọc bởi những con đê làng, làm nên giá trị kiên cố như một thành trì bảo vệ làng xóm. Đê với người như thế đã mấy ngàn năm, đồng vọng từ câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh của buổi đầu Hồng Hoang dựng nước, đến các cuộc chiến chống hồng thủy của dân tộc, đê làng là thành trì vững chắc đẩy lùi lũ lụt. Mùa khô, dòng sông khép lại dòng chảy, đê làng dường như cao hơn, dài rộng hơn. Mặt đê hôm nay đã trải bê tông, đá răm gồng mình vào nhịp thở xây dựng đô thị hóa làng quê. Mùa bão giông, đê làng vươn tay chống đỡ những cơn lũ xoáy quần quận đập vào triền đê, bảo vệ làng mạc, đồng ruộng, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những con đê còn là những con đường giao thông nối tình người của những miền đất xuôi ngược, mang những vật phẩm, hoa trái của miền nọ giao hảo với miền kia. Đê làng, tuyến đường giao thông quan trọng nối ngược xuôi tình người, tình đất. Và tôi biết dẫu mình có đi xa đến đâu đi chăng nữa thì cả đời cũng không đi hết được con đê làng bình yên mà ngàn năm vẫn luôn thao thức. Ngày xưa thì con đê trung ương thì là còn bé và đều là đường đất cấp phối, nên là việc đi lại của các em học sinh cũng như là nhân dân giao lưu buôn bán thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khi được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư thì đã mở rộng con đê này. Thì hiện nay thì trên địa bàn thì việc đi lại của các em học sinh rất là thuận tiện. Nhân dân thì
giao lưu buôn bán đối với các huyện bạn, tỉnh bạn thì cũng gặp rất nhiều là những cái thuận tiện trong cái việc đi lại trên con đê. Dẫu biết rằng xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, làng quê Việt Nam nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng đã có nhiều khởi sắc. Con đê làng đã được làm mới, to đẹp hơn với sự chung sức của nhà nước và nhân dân. Song dù cuộc sống có đổi thay đi bao nhiêu chăng nữa, thì hình ảnh con đê làng vẫn thể hiện cho diện mạo, cốt cách và tâm hồn của mỗi làng quê Việt Nam hôm qua, hôm nay và mai sau. Con đê là tình nghĩa mẹ cha tôi, sau dạn nứt bão giông không thể vỡ. Cỏ giữ đất, đất nuôi đời duyên nợ, tình duyên tôi không xói lở bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hồn quê số đầu tiên của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.